The Weeknd không chỉ là cuối tuần mà còn là nghệ sĩ đang nhận được nhiều bình luận bằng tiếng Việt nhất trong suốt một tuần vừa qua. Đương nhiên, đom đóm thì không thể mù ánh sáng. Vậy thì hãy đến với AutoPro, mình là Ti Anh chứ không là J97. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau điểm tin qua về Audi e-tron GT. Hyundai Stegazer chính thức được ra mắt, Ford Territory đã được xác nhận trên trang chủ và Isuzu MU-X cũng đã có giá bán. Ham chơi thì hao tổn phước, đó là câu nói đầy dậy sóng trong một tuần vừa rồi. Nhưng đó là bởi Angela Phương Trinh chưa được đi phượt trên Audi e-tron GT, mẫu xe vừa chính thức được ra mắt vào ngày 18 tháng 7 vừa qua. Audi e-tron GT được sử dụng chung nền tảng khung gầm G1 với Porsche Taycan. Quay trở lại, Audi e-tron GT có mức giá khởi điểm từ 5,2 tỷ đồng và mức giá sẽ tăng lên tùy theo lựa chọn option từ khách hàng. Hệ số cản gió 0,24cd thấp nhất trong lịch sử Audi. Đèn pha ma trận là trang bị tiêu chuẩn. Mâm xe 20 inch cùng cổng sạc hai bên in như Taycan. Tổng công suất 476 mã lực và 630 Nm mô men xoắn. Quãng đường sau một lần sạc đầy là 452-488 km. Khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 4,1 giây. Angela Phương Trinh mà dùng xe này ham thích dòng trời thì khi về già ngẫm lại, thấy đời thật vui. Nữ Xpander XL7 hay Veloz vẫn đang vỗ ngực trong cuộc đua tam tấu thì theo thông tin từ nhà hàng xóm, rất có thể Kia Carrel sẽ chính thức được ra mắt vào cuối năm nay. Nhưng bác thợ sửa ống nước lại chưa đề cập đến chuyện. Hyundai Stegazer cũng chính thức được ra mắt toàn cầu và sử dụng chung hệ thống khung gầm với người anh em Carrel. Về kích thước thì Stegazer khá giống với các mẫu xe đối thủ, chỉ khác mỗi cái mặt. Cụ thể, mẫu MPV tới từ Hàn Quốc nổi bật với dải đèn LED ban ngày kéo dài cùng cụm đèn chính đặt thấp như Tucson hay Santa Fe. Và để có thể sinh ra đời, mẫu xe này chắc chắn đã chiến đấu không ngừng nghỉ để có thể gặp chứng, sự thụ thai bắt đầu từ đó. Bằng chứng là những vết cắt xẻ đánh rất mạnh vào phần thân xe như các bạn thấy ở đây. Và để lại cụm đèn hậu không thể mảnh hơn, Stegazer sở hữu mặt táp lô khá giống với i10 và màn hình giải trí đặt nổi dựng thẳng. Còn dàn lạnh phía sau thì cũng như các đối thủ, với cách thiết kế mà chúng ta đã thấy từ những năm 2000. Về độ rộng rãi cũng như khoảng không gian phía bên trong, cũng đáng để chờ đợi đấy. Nói tới Ford Việt Nam, phân khúc cũng đáng mong chờ chính là crossover hạng C. Mặc dù Ford Escape thì không được ra mắt, nhưng bù lại thì Territory cũng đã chính thức được xác nhận trên trang chủ, dù tin đồn thì đã có từ năm ngoái. Xong, đây là lần đầu tiên mà mẫu xe này góp mặt tại thị trường Việt Nam cùng lý do cũng hết sức thuyết phục, bán muộn để giảm ô nhiễm cũng như tắc đường. Ngoài ra, cũng không rõ liệu người mua có được tặng dán kính, trải sàn, bảo hiểm thân vỏ theo chương trình, âm dương thì phải song hành, bán bia thì phải kèm lạc mới ngon, và tạm bỏ qua nguồn gốc xuất xứ được nhập khẩu trực tiếp từ đất nước. Chưa rõ những trang bị cụ thể trên mẫu xe này, nhưng theo hình ảnh thì chúng ta có thể thấy màn hình đôi 12,3 inch khá hoành tráng, cần số điện tử hay cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Và về trang bị an toàn thì cũng đáng để chờ đợi đấy. Cuối cùng, Isuzu MU-X cũng chính thức được ra mắt thị trường Việt Nam với 4 phiên bản cùng mức giá trải dài từ 900 cho tới 1 tỷ 190 triệu đồng. Nghĩa là phiên bản cao cấp nhất của mẫu xe này chỉ ngang bằng với phiên bản thấp nhất của Ford Everest, chưa kèm lạc. Với bản cao cấp nhất của MU-X Premium, mình khá ấn tượng về hệ dẫn động 4 bánh, có gói an toàn chủ động, nhưng điểm yếu có lẽ là thông số động cơ. Về ngoại hình, sẽ có kẻ khen, người chê, nhưng chắc chắn một điều đó là người dùng sẽ chịu trách nhiệm về hành động của bản thân, y như cách BHD đành phải cho khách hàng mang cơm vào rạp xem Conan. Một lần nữa, chúc mừng cho sự ra mắt của mẫu xe chở người duy nhất của Isuzu tại thị trường Việt Nam. Vậy là vừa rồi, chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin hot nhất trong tuần vừa qua. Các bạn thấy sao? Hãy để lại bình luận ở phía bên dưới nhé. Đừng quên nhấn like nếu thích, đăng ký kênh YouTube AutoPro để đón xem những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Thôi nhá, sao không quay đây nữa đâu nhá, muội quá.